Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé Nhờ có thành công vào vài diễn ồn khách hành trong Sơn Hà Lệnh, Thiền nhảy Khách Cái tên Cung Tuấn đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết Trên khắp các trang mạng xã hội, không khó để khán giả có thể tìm thấy những thông tin, những hoạt động mới nhất của nam diễn viên Xong, có những điều thú vị về anh chàng mà chưa chắc các bạn đã hiểu hết đâu nhé. Ngay sau đây hãy cùng với chúng mình tìm hiểu top 10 sự thật thú vị về nam diễn viên điển trai này nhé. Đầu tiên, kinh nghiệm đóng phim đàm mỹ đầy mình còn vào vai thụ rồi cơ. Nếu như nghĩ rằng Thiên Nhai Khách là bộ phim đàm mỹ đầu tay của Cung Tuấn thì mọi người đã lầm rồi nhé. Vai diễn trong phim đàm mỹ đầu tiên của nam diễn viên chính là Hạ Diệu trong Thịnh Thế Trước mặt mọi người, Hà Diệu là một cảnh sát oai nghiêm cường trực, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái. Đặc biệt là với em gái của Viên Tung, Viên Như. Tuy nhiên, trước mặt Viên Tung, anh chàng lại có một thái độ hoàn toàn khác, một tiểu thụ khái, lúc nào cũng khiến cho người ta muốn quan tâm, chăm sóc. Chỉ tiếc rằng thịnh thế đã bị hoãn chiếu tại Trung Quốc vô thời hạn bởi phim có quá nhiều cảnh nóng. Thứ hai, từng bị từ chối làm người mẫu vì quá đẹp trai. Ít ai à biết rằng trước khi bước vào sự nghiệp diễn xuất, Cung Tuấn đã từng là một người mẫu quảng cáo. Từ quảng cáo sơn xây nhà cho tới pizza, máy cạo sâu, bia, nhẫn cưới. Tuy nhiên, có một lần anh chàng đã từng bị một nhãn hàng từ chối làm người mẫu đại diện chỉ vì quá đẹp trai. Người này nói rằng với khuôn mặt như thế này, nếu đi chụp hình quảng cáo thì thực sự rất phí cho Cung Tuấn. Anh chàng tốt hơn nên cân nhắc tới việc đi làm minh tình. Thứ ba, là người theo chủ nghĩa gọn gàng, ngăn nắp. Trong một bài phỏng vấn, Cung Tuấn đã chia sẻ rằng bản thân anh là một người vô cùng ngăn nắp, gọn gàng, chỉ cần thấy phòng ốc bừa bộn thì sẽ bắt tay vào dọn dẹp luôn. Thói quen tốt này của nam diễn viên đã được hình thành từ bé khi mà mẹ của Cung Tuấn luôn muốn anh phải tự tay dọn phòng. Thứ tư, tuổi thơ dữ dội, bùng học trốn ra tiệm nét, chơi warcraft thành thần. Nam diễn viên cũng thừa nhận rằng tuổi thơ của mình cũng dữ dội như bao đứa trẻ khác, trốn học có, đi chơi nét có. Đặc biệt anh chàng còn vô cùng tự hào khi kể lại việc bản thân đã chơi Warcraft, một tựa game tương đối nổi tiếng vào thời bấy giờ, như thế nào. Hóa ra Cung Tuấn của chúng ta cũng từng là một game thủ cử khỏi đấy. Thứ năm, Từng ước mơ kinh doanh quán lẩu và tiệm nét Với tuổi thơ bùng học để đi nét, cũng không quá bất ngờ khi Cung Tuấn từng có ước mơ mở một tiệm nét nếu như không làm diễn viên không những thế anh chàng còn muốn tự mình kinh doanh một quán lẩu bởi niềm đam mê ăn lẩu nhúng nữa cơm. Thứ sáu, bàn tay dài tới 20 cm. Ai cũng biết cung tuấn sở hữu một bàn tay vô cùng đẹp, bàn tay trắng, ngón tay vừa thon vừa dài. Nhìn sơ qua, còn tưởng là tay của thiếu nữ nào. Bất ngờ hơn cả là khi nam diễn viên đo độ dài của bàn tay, kết quả cho ra thực sự gây ấn tượng, 20 cm. Bàn tay này của Cung Tuấn mà không đánh piano thực sự là phí đúng không nào? Thứ bảy, đặt tên fandom theo đồ ăn vặt ưa thích. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy lạ trước tên fandom của Cung Tuấn, Tuấn Vị Tiền. Xong lời giải thích cho cái tên này lại vô cùng đơn giản. Fandom của nam diễn viên được đặt tên theo món ăn vặt mà anh yêu thích, đó chính là sóng vị tiền. Thứ tám, Cung Tuấn đã từng viết sách. Vào năm 2018, Cung Tuấn đã từng cho ra mắt cuốn sách đầu tiên mang tựa đề 1129 với mục đích giúp đỡ các chủ trương phúc lợi cộng đồng. Cuốn sách không chỉ là sự tái diễn câu chuyện của nam diễn viên trong quá khứ, mà đó còn là sự đối chiếu với hiện tại và cả những mong ước về tương lai. Cung Tuấn quả là một chàng trai ấm áp, đúng không nào? Thứ 9, người chơi hệ tâm linh, đến ốp điện thoại cũng phải có chữ phát tài. Nếu như theo dõi cung Tuấn đủ lâu, chắc hẳn mọi người cũng biết rằng anh chàng có một chiếc ốp điện thoại ruột màu đỏ. Đây chính là màu ưa thích của nam diễn viên. Thậm chí fan hâm mộ còn tình ý soi ra trên chiếc ốp đó còn có hai chữ phát tài nữa cơ. Tuy nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên cung Tuấn thể hiện ước mơ phát tài của mình. Khi được hỏi về lý do vì sao bộ cánh đỏ trong thiên ngày khách lại được anh yêu thích tới thế, Nam diễn viên đã trả lời rằng vì bộ đồ đó trông có quý khí, sáng chảnh và có cảm giác sẽ gặp nhiều tài lộc. Chúng mình là Hồng Xe Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đồ mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!